Xin chào tất cả mọi người. Ôi, đây là lần đầu tiên mình quay audio, thế nên là mình có hơi run một chút. Hiện tại mình đang get ready để chuẩn bị đi ra khỏi nhà và đi lòng vòng quanh Hà Nội trong những ngày cuối cùng. Mình sắp quay Richmond rồi, thế nên mình rất là hào hức. Nhưng mà mình cũng hơi buồn một xíu vì sắp phải xa Hà Nội. Vì thế nên chiếc vlog này sinh ra để có thể ghi lại kỷ niệm và cũng là để cho mọi người thấy Hà Nội đẹp như thế nào qua mắt nhìn của mình. Và mình mong rằng mọi người sẽ tận hưởng nó nhé. Mọi người tin được không? Thực sự nó có ghi chữ Jun Phạm. Xong rồi đấy là kiểu toàn bộ ảnh sinh nhật của mình. Từ từ. Có ảnh à? Cái này là sinh nhật 18 tuổi ở Richmond nhá. Bộ ảnh này là bộ ảnh 17 tuổi mà mình còn kiểu archive từ cái trang cá nhân của mình rồi cơ. Đây là ảnh Halloween. Đây là bộ 19 tuổi ấy. Còn đây là ảnh từ hồi bé của mình. Ôi, lúc mà mình nhận cái áo này xong mình kiểu xong. Không nghĩ một ngày cái trend này là mình được đu ạ. Em xin cảm ơn người bạn đã tặng em cái áo này. Mở đầu cho chuyến hành trình tìm kiếm vẻ đẹp Hà Nội ngày hôm nay, chúng ta có một khách mời siêu đặc biệt, đó chính là em Hồng An. Mình và em Hồng An quen nhau cũng siêu buồn cười, tại vì em Hồng An đã đi xem mình diễn giả vào năm mình học lớp 10 và em Hồng An còn học lớp 9 cơ. Mà đến tận bây giờ chúng mình mới nói chuyện với nhau nhiều hơn để mà thân nhau. Em Hồng An siêu siêu dễ thương, em chở mình lòng vòng quanh Hà Nội, xong rồi là đưa mình đi ăn, xong rồi ngồi gapping với mình suốt. Mọi người thấy không, mình toàn kiểu nhai và nhai ấy. Cảm giác thật là kỳ lạ, tại vì mình là người con Hà Nội phải 17 năm rồi, nhưng mà có những món ở Hà Nội mình chưa được ăn bao giờ. Thế nên là khi đợt này hè về mình phải ăn hết mình mới chịu được. Sau khi ăn trứng chén nướng xong, bọn mình khát nước, thế nên là bọn mình đã quyết định đi zin đến nơi có cà phê trứng. Đây là quán cà phê lâu đời nhất Hà Nội và cũng như là nổi tiếng nhất ở Hà Nội luôn. Chúng mình có vài tấm ảnh chụp kỷ niệm ở đây, coi như là mình đã từng đi uống cà phê trứng. Sau khi mà trời mưa thì Hà Nội có một chút nắng lên, thế nên là mình rủ em Hồng An đi chụp ảnh với cả nắng ở Hà Nội. Chúng mình tìm thấy một góc ở Hạ Hồi có nắng xinh và khá xinh, thế nên chúng mình đã có vài tấm chụp phim ngày hôm nay để lưu giữ lại hình ảnh của hai du học sinh những ngày cuối cùng ở Hà Nội. Và tạm biệt một ngày với em Hồng An ở Hà Nội bằng một chiếc hoàng hôn rất là xinh xắn. Ta chắc chắn là nó định bảo là kiểu một trong ba đứa đặt cái thập cẩm. Ừ, cũng được. Để nó hay là đặt hai cái thi sinh mới thập cẩm. Thôi. Nhỡ. Nhưng mà thập cẩm cũng không có gì nhiều. Thì ba cái thi sinh đấy. Ba cái baby thi sinh. Ba phải, nhưng mà ba phải ở với này. Mình có một món quà bất ngờ cho Diệm, tại vì hôm trước là sinh nhật Diệm. Quặng hai đứa. Bán thôi. Xinh.
Ôi, kiểu đồ chuột đến ở dưới nhà ấy. Có lẽ Hà Nội không chỉ cho mình mỗi đồ ăn ngon mà Hà Nội còn cho mình cả những mối quan hệ rất là chất lượng mà mình sẽ nhớ mãi cả đời này nữa. Đây là Bảo Nhi và Diễm. Thì Bảo Nhi và Diễm đã là bạn của mình từ năm cấp 3 và cả ba đứa vẫn hay chia sẻ rất nhiều điều thầm kín với nhau cho cả đến khi tận bây giờ, khi mà một đứa du học Mỹ, một đứa du học Hà Lan, một đứa học luật ở Việt Nam, nhưng mà cả ba đứa vẫn update nhau rất là nhiều và khi mà gặp lại thì chúng mình vẫn rất là thân thiết như thế này này. Cảm ơn Hà Nội vì đã cho mình những tình bạn thật là đẹp và nó đã tạo hình thành nên một Ngân Giang của ngày hôm nay. Trong cái tuần cuối cùng khi mà mình chuẩn bị đi thì mình với gia đình có đi một chuyến đến Ninh Bình, coi như là chuyến du lịch cuối cùng trước khi mà mình đi du học luôn. Thì trong lúc mà đang ở Ninh Bình có một người bạn đã nhắn mình là ơ ngày này năm ngoái mày vừa mới bay này. Xong mình kiểu ôi một năm trôi qua rồi á, nhanh quá nhỉ. Kiểu mới năm ngoái mình còn siêu hồi hộp lo lắng bao nhiêu thì năm nay mình lại lười biếng rồi là cố nán lại ở Hà Nội bấy nhiêu ấy. Mình vẫn nhớ hồi mình sắp đi mình khủng hoảng hiện sinh siêu siêu nhiều luôn. Sau này thì mình mới biết lúc đó mình đang ở trạng thái gọi là in between, nghĩa là đứng giữa sự kết thúc của một chương cũ quá đẹp và bắt đầu của một chương mới mà mình còn chưa tưởng tượng được là nó sẽ trông như thế nào. Thế nên là lòng mình cứ cồn cào nhiều tiếc nuối, áp lực và cũng như là hồi hộp về tương lai nữa ấy. Vì thế nên là năm ngoái mình muốn chạy khỏi Hà Nội thật sớm, thật là nhanh để không còn phải quay lại nhìn kỷ niệm chương cũ thêm một lần nào nữa. Nhưng mà đến giờ nhiều khi ước được quay lại nó với Ngân Giang khi đó là phải thật là bình tĩnh và sống chấp lại, cảm nhận từng cảm xúc và vẻ đẹp của in between, vì hóa ra là nó chỉ xảy ra đúng một lần trong đời thôi và mình sẽ không bao giờ quay lại cảm xúc đấy mà sống lại một lần nào nữa, vì mình cũng chỉ lên đại học và bắt đầu một chương mới cuộc đời như vậy đúng một lần thôi mà, đúng không? Thế nên là mình hãy tận hưởng nó thay vì chạy trốn khỏi nó. Và mình cũng muốn nói với Ngân Giang hồi đấy là chương mới cũng sẽ rất đẹp, đẹp theo một kiểu khác mà mình sẽ không nghĩ là mình sẽ yêu thích nó đến vậy. Thế nên đây là một sự đánh đổi xứng đáng, dù cho mình có phải vĩnh biệt chương cũ và con người cũ mãi mãi. Ui, đến đây mình thấy kiểu mình vừa ca lĩnh chi vừa buồn. Nói là vĩnh biệt vậy thôi nhưng mà mình tin là you're the mosaic of everyone you ever loved. Câu khúc đấy nó đã ảnh hưởng lên mình khá là nhiều. Dù mình có đi xa ơi là xa thì máu của người con Hà Nội vẫn luôn in hằn trong con người Bình. Hay là hình bóng của bạn bè mình này, như ví dụ như là Diễm hay là Bảo Nhi, vẫn luôn hiện hình trong cuộc sống hàng ngày của mình khi ở nước ngoài. Cảm giác như là tình yêu của mình dành cho họ đã trở thành một phần con người mình rồi. Thế nên là dù mình có đi xa đến mấy thì nó vẫn luôn ở trong người mình thôi. Chỉ là với sự pha trộn của những con người mới khi mình gặp ở bên Mỹ này, hay là những văn hóa mới, mình sẽ mang một màu sắc đa dạng và khác hơn một chút và biến mình trở thành con người độc nhất của ngày hôm nay. Để ý từng chi tiết để soi chiếu bản thân và ghi nhận nỗ lực của mình, thay vì cứ bắt bản thân phải cắm cổ chạy về phía trước thật nhanh. Để nhìn lại một cái quãng đường đi xa mà mình đã trải qua vừa rồi thì đúng là có nhiều thứ mình chưa được hài lòng với bản thân cho lắm, nhưng mà cũng có những thứ mình đã rất dũng cảm vượt sức mong đợi. Nghĩ lại mình mới thấy với một đứa trẻ tự mình đi xa năm 18 tuổi rồi tự tìm tòi ngóc ngách khám phá các thứ, cũng thấy mình bách đấy chứ nhỉ. Tự thấy thế hệ chúng mình ai cũng dũng cảm và siêu siêu giỏi, đáng tự hào luôn ấy. Thế nên mình xin phép dành tặng cả nhà đang xem một tràng vỗ tay. Vậy là một mùa hè của mình ở Hà Nội cũng đã đến.
đến lúc kết thúc rồi. Chưa bao giờ mình cảm nhận được 3 tháng hè sâu sắc đến vậy. Và cũng rất là nóng lòng được cảm nhận xem là năm 2 của mình sẽ khác với năm nhất như thế nào. Cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây nghe tâm sự về hành trình của mình, và cũng như một thời gian soi chiếu bản thân nữa. Hẹn gặp lại mọi người tại Richmond, Virginia trong những vlog sắp tới nhé. Bye bye.